Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ năm, 16 tháng 11 2017, Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, chuyện hay ý đẹp lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin công giáo hôm nay gồm có: Ngày Thế giới người nghèo lần thứ nhất tại Vatican, Giáo hội tại Đức chống lại những vận động mở cửa các cửa hàng vào đêm Giáng sinh, Nam Sudan, Đức Francisco tặng hạt giống rau trái, bị một dạng ung thư không chữa lành được, em bé người Mỹ xin mọi người gửi thiệp Giáng sinh cho em. Cẩm nang nên theo khi dùng các trang mạng xã hội. Denzel Washington kêu gọi người trẻ đừng xấu hổ khi chia sẻ đức tin của mình trên các trang mạng xã hội. Denzel Washington kêu gọi người trẻ đừng xấu hổ khi chia sẻ đức tin của mình trên các trang mạng xã hội. Diễn viên Mỹ Denzel Washington không ngần ngại nói về đức tin của mình trong lần ông cổ động cho cuốn phim sắp phát hành, sẽ chiếu trên toàn nước Pháp vào ngày 28 tháng 2 2018. Con của một mục sư tin lành, diễn viên Denzel Washington, 62 tuổi, là một tín hữu Kitô sốt sắng. Ngày 4 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với báo Christian Post ở Los Angeles, ông nói, tôi cầu nguyện cho thế hệ trẻ, thế hệ của những em sinh trong những năm 2000. Các bạn phải chia sẻ đức tin của mình. Không sợ hãi, không xấu hổ, các bạn biết cách làm qua các trang mạng xã hội mà các bạn rất rành. Một cơ hội các bạn có trong tay, đừng chán nản với trang mạng xã hội, vì các bạn phải làm với các trang này, chúng ta đang ở trong thời buổi này. Diễn viên cũng nhắc đến khi quay phim, ông cùng với Dan Gilroy, nhà thực hiện phim và cũng là nhà viết kịch bản. Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày, chúng tôi đọc lời Chúa mỗi ngày. Đây không phải là lần đầu tiên diễn viên Denzel Washington tuyên xưng đức tin của mình. Năm 2015, ông cũng đã nói với các sinh viên, mời gọi họ dành một chỗ ưu tiên cho Chúa. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất tại Vatican. Sau thánh lễ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất tại Vatican, sẽ có 1.500 người nghèo ăn trưa với Đức Giáo Hoàng Francisco tại sảnh đường Phaolô thứ 6. Theo tin tức từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất sẽ có hơn 4.000 người nghèo và chung chung là những người không phải là người giàu, sẽ tham dự thánh lễ vào Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất. Sau thánh lễ lúc 10 giờ sáng, 1.500 người sẽ ăn trưa cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco tại Đại Thánh đường Phaolô thứ 6, trong khi đó 2.500 người khác sẽ được đón tiếp tại các nhà ăn, chủng viện và học viện công giáo của Roma, chủng viện giáo hoàng Bắc Mỹ, chủng viện tông đồ Leon, nhà ăn San Pietro, nhà ăn Caritas Roma, cộng đồng thánh Egidio để cùng ăn trưa. Sẽ có 40 phó tế của giáo phận Roma và khoảng 150 tình nguyện viên đến từ các giáo xứ của giáo phận khác phục vụ những người nghèo. Trong các sáng kiến chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất, Hội đồng Tòa Thánh nhấn mạnh đến chương trình chăm sóc sức khỏe, hoạt động từ thứ Hai 13 tháng 11 đến Chủ nhật 19 tháng 11 tại quảng trường Pio 12 gần quảng trường Thánh Phêrô. Các dịch vụ y tế được thực hiện miễn phí cho những người yêu cầu. Thứ Bảy 18 tháng 11 lúc 20 giờ tại nhà thờ Thánh Lorenzo ngoại thành sẽ có buổi canh thức cầu nguyện cho thế giới tình nguyện viên, những người hàng ngày âm thầm phục vụ, trợ giúp và đem niềm vui đến cho rất nhiều người nghèo khổ. Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha Francisco đề ra để tất cả cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi đưa tay ra với người nghèo, người yếu thế, những người nam nữ bị chà đạp nhân phẩm. Ngoài những người nghèo ở Roma và vùng Lazio sẽ hiện diện trong thánh lễ, cũng sẽ có sự hiện diện của người nghèo đến từ các giáo phận khác như Paris, Lyon, Nantes, Warsaw, Krakow, Malines, Brussels và Luxembourg. Giáo hội tại Đức chống lại những vận động mở cửa các cửa hàng vào đêm Giáng sinh. Giáo hội Công giáo ở Đức bác bỏ ý tưởng cho rằng các cửa hàng nên được cho phép mở cửa vào đêm vọng Giáng sinh,
tức là đêm Chúa Nhật 24 tháng 12 năm nay. Hội đồng Giám mục Đức bác bỏ điều này dựa trên luật pháp hiện hành nhằm bảo vệ các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức là ông Matthias Scott nói với hãng thông tấn KNA của Đức rằng chúng ta sẽ có cả nhiều tuần trước đó và cả thứ bảy để dành cho việc mua sắm vào giờ chót. Ông nhận xét rằng người lao động trong các siêu thị đã làm việc quần quật, họ đáng được bắt đầu đêm Giáng sinh trong an bình và thông thả một ngày Chúa Nhật trước một kỳ nghỉ quan trọng như vậy. Theo một cuộc khảo sát gần đây của tờ Die Welt, 87,2% người Đức cũng chống lại việc mở cửa các hàng quán và siêu thị vào ngày 24 tháng 12. Phong trào công nhân công giáo và các tổ chức giáo hội khác đang vận động ráo riết chống lại việc các cửa hàng mở cửa vào đêm Giáng sinh. Andy Penny, Greenland, Palatinate và Hessen Landers tuyên bố họ sẽ không mở các cửa hàng của họ vào đêm Giáng sinh và cả ngày Giáng sinh. Nam Sudan, Đức Francisco tặng hạt giống rau trái. Gần 5.000 gia đình ở Sudan sẽ nhận hạt giống rau trái nhờ số tiền 25.000 euro của Đức Francisco tặng qua Tổ chức Lương nông Quốc tế. 7 loại rau trái tăng trưởng nhanh gồm một hộp sẽ được tặng cho hơn 30.000 người ở thành phố Dây, miền Nam Sudan. Sudan trải qua cuộc xung đột làm hủy hoại phần lớn nguồn tài nguyên và các phương tiện sản xuất. Sự giúp đỡ này giúp cho người dân địa phương có thực phẩm giữa các vụ mùa ngũ cốc. Theo Cơ quan Lương nông Quốc tế, ước tính gần 145.000 người trong vùng Dê trước tình trạng khẩn cấp thiếu thực phẩm. Đây là giai đoạn đi trước giai đoạn có nạn đói, theo tiêu chuẩn quốc tế về các cơn khủng hoảng thực phẩm. Ngoài ra, ngày thứ Ba 14 tháng 11, Phủ Giáo hoàng cho biết, vào ngày thứ Năm 23 tháng 11, Đức Francisco sẽ chủ sự một buổi cầu nguyện cho hòa bình ở Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo lúc 17:30 ở đền thờ Thánh Phêrô. Giáo hội quan tâm đến việc giải hòa ở Nam Sudan, đất nước trải qua một cuộc nội chiến đẫm máu từ tháng 12/2013. Cẩm nang nên theo khi dùng các trang mạng xã hội. Đức Benedicto XVI sử dụng tài khoản Twitter đầu tiên vào tháng 12/2012. Sau đó, Đức Francisco tiếp tục dùng tài khoản này. Giáo hội ngày càng có mặt trên các trang mạng. Một giáo phận ở Anh đã đưa ra 9 điều răn để dùng trên các trang mạng xã hội, để các linh mục có thể giảng trên mạng. Giáo phận Bath và Wells ở phía đông nam nước Anh đã chuẩn bị một cẩm nang để các tu sĩ dùng trên mạng. Trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông BBC, phát ngôn viên của giáo phận cho biết, giáo phận phải làm như một tín hữu, dù trên Internet, ngoài đường, ở bưu điện cũng như ở quán cà phê, nếu giáo phận Bath và Wells thú nhận đã thiếu chuẩn bị cho cơn bão gây ra do chính điều răn, nhưng họ rất hãnh diện và hy vọng có nhiều tu sĩ sẽ giảng đúng lời Chúa trên trang mạng. Không được hấp tấp, nhanh nhẹn cấp thời trên mạng xã hội là điểm mạnh. Chúng ta có thể trả lời nhanh chóng các câu hỏi hoặc đưa ra các ý kiến về các vấn đề thời sự. Nhưng trả lời nhanh không có nghĩa là trả lời thiếu suy nghĩ. Đó có phải là một câu chuyện tôi muốn chia sẻ không? Nếu mẹ tôi đọc thì sao? Nếu Chúa đọc thì sao? Nếu tin này thành trang nhất trên các báo thì sao? Một khi ở trên Internet là ở mãi mãi. Trên mạng xã hội, cập nhật được làm ngay lập tức và sau đó các tin nhắn đi vào quên lãng rất nhanh. Nhưng những gì bạn đăng lên là còn mãi mãi. Một người khác có thể dùng tin của bạn hoặc nhắc đến ở những nơi khác hàng tuần, hàng năm sau này. Bạn là một đại sứ, là tu sĩ hay nhân viên của tu sĩ, bạn được xem như người của giáo hội. Khi bạn nêu tên giáo hội trong sứ điệp của bạn, bạn cẩn thận vì những sứ điệp này là của riêng bạn. Bạn không giấu mình, ẩn danh hoặc tên giả không đẹp mắt trên Internet. Chúng ta dùng mạng xã hội để biết nhau, như vậy ẩn danh là vô ích. Nếu bạn muốn dùng một tên khác, bạn phải làm sao để người khác biết được bạn nhờ mô tả cá nhân của bạn trong nơi dành riêng cho thông tin này. Nếu bạn chia sẻ một trang cho nhiều người khác, bạn có thể ký tên bạn trên các chia sẻ này. Phải phân biệt lĩnh vực công và lĩnh vực tư. Trong cuộc sống hàng ngày, rất khó để phân biệt lĩnh vực công và lĩnh vực tư. Cũng vậy trên Internet, một ý kiến tư có thể cho là ý kiến của giáo hội chung chung
Vậy phải dùng một tài khoản với tư cách là linh mục và một tài khoản cho cá nhân mình. Cẩn thận khi dùng các thông tin cá nhân. Cẩn thận với các tin nhắn riêng. Khoảng cách dịch vụ có thể rất khó để duy trì trong quan hệ với các trẻ em hoặc với những người gặp khó khăn khi liên hệ với họ bằng tin nhắn riêng. Chúng tôi khuyên nên gửi tin nhắn cho một nhóm thay vì gửi riêng cho từng người. Ở trong phạm vi hợp pháp, trên Internet không có gì là riêng tư hoặc cá nhân. Theo luật, nếu có hơn một người có thể xem được một nội dung thì nó thuộc về lĩnh vực công, cấm không được vu khống, ăn cắp văn hay dùng những dữ liệu đã được bảo vệ, không đăng những gì bạn sẽ không nói ở nơi công cộng. Phải tôn trọng tính bảo mật. Việc dùng các trang mạng xã hội không thay đổi gì về chính sách bảo mật của giáo hội. Đăng nội dung các buổi họp riêng của giáo hội hay một buổi thảo luận riêng tư là không đúng. Bạn hãy nhớ, có phải tôi là người chia sẻ chuyện này không? Nếu bạn nghi ngờ thì đừng làm. Cẩn thận cho tính an toàn của bạn. Không đưa ra thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại của bạn phải giữ riêng tư. Bị một dạng ung thư không chữa lành được, em bé người Mỹ xin mọi người gửi thiệp Giáng sinh cho em. Em Jacob Thompson, 9 tuổi, xin các cư dân mạng gửi thiệp Giáng sinh cho em để em đỡ cô quạnh trong lễ Giáng sinh. Người ta thường nói lố các trang mạng, chỉ gieo chuyện kinh hoàng, nhưng các trang mạng cũng tạo nên tình đoàn kết, tình thương cảm. Bằng chứng là câu chuyện của em Jacob Thompson, 9 tuổi, em bị một căn bệnh ung thư không chữa được. Em xin các cư dân mạng trên toàn thế giới gửi cho em thiệp Giáng sinh. Em quyết định mừng lễ Giáng sinh sớm vì căn bệnh nặng của em. Lời kêu gọi của em nhanh chóng được hưởng ứng. Hộp thơ của Trung tâm Y tế Portland, nơi em được điều trị, tràn ngập thơ của em. Một tấm lòng thương cảm đã làm bà Tara Atinian, mẹ kế của em, xúc động. Chỉ trong vòng vài tuần, hy vọng mình đọc các lời lên tinh thần, em đã nhận được hơn 40.000 bức thư được gửi từ khắp nơi trên thế giới. Bà Tara Atinian vui mừng. Chúng tôi nhận được thiệp từ Đan Mạch, Úc, Hà Lan và ngay cả ở Nam Cực, nơi các con chim cánh cụt sống, loài chim Jacob rất thích. Từ khi lên năm, Jacob Thompson bị ung thư nguyên bào thần kinh, một loại ung thư ác tính thường hay gặp ở trẻ con. Dù được chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn phát triển. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, các bác sĩ cho gia đình em biết ung bướu đã lên đến não và không chữa lành được. Các lời kêu gọi này rất thịnh hành ở Mỹ, họ có thành ngữ làm cho người khác những gì bạn nhận được. Nói lên ý nghĩa tương trợ này, ở một nước có 173 triệu tín hữu Kitô và các chi phí bệnh viện chỉ được trả một phần, nên người Mỹ thường tỏ lòng tương trợ qua các quà tặng, giúp trả bớt chi phí bệnh viện mà nhiều người không kham nổi. Dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây toàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp nên sáng với bao việc lành, chờ ngày về nơi phùng vinh thiên đàng. Đây toàn dân Chúa hãy sẵn sang, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 17 từ câu 26 đến câu 37.
Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó." Sẵn sàng cho ngày Chúa đến, hầu như dân tộc nào cũng có những truyền thuyết về ngày cùng tận của thế giới này, và những câu chuyện ấy được kể lại cho nhau trong sự lo lắng không biết khi nào thì ngày ấy sẽ xảy đến. Trong Mặc Khải Thánh Kinh, ngày ấy cũng là ngày triều đại Thiên Chúa đến. Chúa Giêsu cho biết ngày ấy là một thời điểm kép. Trước hết, triều đại Thiên Chúa đã đến rồi và đang ở giữa các ông. Thế nhưng, ngày mà triều đại đó sẽ hoàn tất, tức là ngày Ngài quang lâm, thì vẫn luôn là một bất ngờ, sẽ đến như một tia chớp chói lòa, chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia. Để sẵn sàng cho sự bất ngờ đó, Chúa dạy chúng ta đọc kinh nghiệm nơi câu chuyện Lục Hồng Thủy và sự hủy diệt của thành Sodom. Mọi người, mọi chuyện vẫn diễn tiến và sinh hoạt bình thường cho đến khi ngày ấy bất ngờ xảy ra và mọi người không kịp xoay sở, không kịp trở tay. Chuyện hôm nay cũng vậy, ngày ấy của mỗi người chúng ta vẫn là một bí ẩn bất ngờ mà ai nấy đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều chắc chắn sẽ xảy đến trong ngày ấy là Chúa sẽ đến phán xét. Dựa trên cuộc sống này của chúng ta, người lành được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa, kẻ dữ phải ném ra ngoài, chịu phạt muôn đời. Mỗi tối trước khi ngủ, bạn chuẩn bị cho ngày cùng tận của đời mình bằng việc sám hối tội lỗi và phó dâng hồn xác mình cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn để biết sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến với mỗi người chúng con. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp nên sáng với bao niềm lành, chờ ngày về nơi phùng vinh thiên đàng. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Này đoàn dân Chúa, hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ đến gần, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Truyện hay ý đẹp.
lý do tồn tại. Một thiên thần vội vã bay lên trời, một tay cầm bó đuốc rực lửa, tay kia cầm một bình dập lửa thật lớn. Một thiên thần khác thấy vậy liền hỏi, Ngài đi đâu mà vội vã thế? Tôi lên trời đốt lâu đài thiên quốc. Còn bình dập lửa, đốt xong thiên quốc, tôi sẽ xuống dập tắt lửa hỏa ngục. Tại sao thế? Vì thiên chúa muốn biết, khi không còn thiên đàng và hỏa ngục nữa, thì con người còn yêu mến và tuân giữ các giới răn của Ngài nữa không? Ý đẹp. Rất nhiều Kitô hữu giữ đạo rất cứng nhắc. Giữ đạo chỉ vì muốn lên thiên đàng hoặc sợ bị xuống hỏa ngục mà thôi, chứ chưa ý thức rằng Thiên Chúa là tình yêu, là đấng rất đáng yêu mến và tôn thờ vô điều kiện. Đường lên Jerusalem. Trên đường hành hương lên Jerusalem, tới một ngã ba đường, vị khách hành hương nhìn thấy cây cột có hai tấm biển chỉ đường. Tấm biển thứ nhất có ghi đường duy nhất đến Jerusalem, chỉ về một con đường cong queo có vẻ lầy lội. Tấm biển thứ hai chỉ theo một con đường rộng rãi, có vẻ rất dễ đi. Suy nghĩ một lúc, vị khách hành hương bèn trèo lên cây cột, xoay tấm biển đường duy nhất đến Jerusalem về phía con đường rộng rãi, rồi bước đi trên đó với vẻ rất tâm đắc. Ý đẹp. Bước theo Chúa là để thánh ý Chúa làm chủ đời ta, là vâng theo thánh ý Ngài dù lắm khi chông gai và khó khăn, chứ không phải bắt Chúa phải theo ý riêng ta được. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nữ Giuliana chào đời vào khoảng năm 1270 tại Florencia trong một gia đình phú quý. Cha mẹ ngài là một đại thương gia. Hai ông bà xét về phương diện vật chất được hưởng một cuộc đời vương giả trong giàu sang phú quý. Dầu vậy, hai ông bà vẫn thấy mình thiếu thốn và vẫn nặng một mối ưu tư khát vọng. Đó là khao khát một hạnh phúc tinh thần, hay đúng hơn, ông bà ước muốn có một muộn con để yêu thương. Vì hai ông bà, mặc dầu đã cao tuổi, vẫn còn sống trong tình trạng son sẻ.
nhờ những lời cầu nguyện liên lỉ và rộng tay làm phúc cho người nghèo. Sau cùng, hai ông bà đã được Chúa thương đến. Mặc dù đã cao niên, ông bà cũng sinh hạ một bé gái khấu khỉnh và đặt tên là Giuliana. Tiếng bập bẹ tập nói đầu tiên của Giuliana là Giêsu và Maria. Càng thêm tuổi, Giuliana càng thêm khôn ngoan và đức hạnh. Mặc dầu sống trong nhung lụa và giữa những ca tụng của trần gian, cô cũng không hề giảm lòng mến Chúa. Lòng mến Chúa đó được thể hiện bằng những việc bác ái đối với người bần hàn. Ngoài ra, Giuliana cũng không vì là con nhà giàu có mà khinh thường những công việc tay chân. Hàng ngày cô vẫn giúp mẹ trong việc bếp nước vá may. Với tài đức ấy, Giuliana hẳn có thể bước vào cuộc sống đôi bạn với một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng không, vào năm 1284, Giuliana đã quyết chí ôm ấp lý tưởng tận hiến cuộc đời phụng sự Chúa. Và để thực hiện lý tưởng đó, cô xin mặc áo dòng ba, dòng tôi tớ. Được thuộc hẳn về Chúa rồi, chị Giuliana chưa lấy thế làm đủ. Chị còn muốn lúc nào cũng nên như hoa thơm ngát để dâng hiến Thiên Chúa. Vì thế, đêm ngày chị hằng ăn chay, đánh tội. Đặc biệt, vào ngày thứ tư và thứ sáu, chị hoàn toàn chay tịnh và chỉ rước mình Thánh Chúa mà thôi. Sang ngày thứ bảy, chị mới ăn một chút bánh và uống một ít nước lã, rồi suốt ngày chị suy ngẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ. Còn ngày thứ sáu, chị dành riêng để suy ngẫm mầu nhiệm thương khó Chúa. Sau khi bà thân mẫu qua đời, chị Giuliana liền đứng ra quy tụ tất cả những chị em đã mặc áo dòng tôi tớ, song vẫn ở tại gia, vào một gia đình duy nhất. Hội dòng này đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 11 năm 1304 ra sắc chỉ công nhận là một hội dòng chính thức trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, gương đời sống của Thánh nữ Giuliana soi sáng cho ta rõ hơn về thực tại nước trời. Người là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, lại là con của một gia đình phú quý danh giá, nhưng người đã bỏ tất cả để chọn đời sống tu trì. Theo đuổi đời sống ấy, người quên đi chính bản thân mình bằng các việc ăn chay, cầu nguyện và phạt xác. Đời sống lành thánh của người là một lời minh chứng rõ nét về thực tại nước trời. Phải có điều gì đó cao hơn, quý hơn, thì người ta mới có thể bỏ tất cả để theo đuổi nó. Chúa Giêsu đã nói điều này trong dụ ngôn viên ngọc quý chôn trong ruộng. Người thương gia đã bán đi tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có viên ngọc quý ấy. Với thánh nữ, nước trời là mục đích tối hậu mà cuộc đời của thánh nữ nhắm tới. Những gì người đã bỏ, những gì người tự nguyện thi hành như ăn chay, cầu nguyện, phạt xác là để trở nên hoàn thiện mỗi ngày, hầu có thể đạt đến mục đích tối hậu ấy. Đời sống của chúng ta có lẽ không được như người, nhưng chúng ta đừng quên rằng còn có cuộc sống ở đời sau. Những việc làm đạo đức hàng ngày như đọc kinh, đi lễ, cầu nguyện là những phương thế giúp chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn. Ước gì, noi theo đời sống của Thánh nữ, chúng ta hãy học biết hy sinh mỗi ngày. Hy sinh một lời nói xấu đến anh chị em. Hy sinh một chút tiền của để giúp cho người nghèo túng. Hy sinh một chút thời giờ để đến với Chúa trong kinh nguyện thánh lễ. Những hy sinh hàng ngày ấy sẽ giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, và chắc chắn hạnh phúc nước trời sẽ chào đón chúng ta trong ngày sau của cuộc đời. Amen. Thương làm y tế.
Chào Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô. Này đời con đây xin dâng lên Chúa, con chung thầy ở tình yêu.